Dạ, rồi em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là phiên buổi tối ngày 13 tháng 3 năm 2021 nha cả nhà nha. Thì phiên hồi lúc trước này em đăng là em đã chốt cho khách hết rồi nha. Rồi thì chiều hôm nay em còn lại một ít kiều tím này, nói chung kiều tím ngày nay khách đặt rất là nhiều. Nhưng mà không đủ số lượng nha cả nhà nha. Còn một ít lại để em phân đơn em chia sẻ cho những anh chị nào mà chưa sao nha. Thì em rồi vô đây có quế trắng tháng 8 này, quế trắng tháng 8 thì cái này, lô này lô lá xếp không nha cả nhà nha. Đây là quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Rồi em có ít quế rồng mới chiều dài lại này. Rồi hạt đỉnh vàng nha cả nhà nha. Rồi kiếm, rồi bây giờ em đi nhanh tình hình cho cả nhà mình siêu tầm nha. Đầu tiên hình số 1 là 200g bao chip nha, có 3 kg kiếm nha. 3 kg luôn này, 200g bao chip có tấm về này. Đó, kiếm mùa này nắng nó hơi vàng nha. Đó. Đây có về này thì nó ở trong mát nó xanh mà lá nó rất nhỏ nha cả nhà. Kiếm thì kiếm gì mà lá rất là nhỏ. Đó, dùng lóng này 3 kg nha cả nhà nha. 200g bao ship nha. Hình số 1. Qua hình số 2 thì hình này em để giá 100g bao ship 7 đồng này, có một về này. Đó, một về một yên. Đó, một về nha. Nói chung là thân lá nó cũng ít, về này nó to nhưng mà thân lá nó ít thì em để giá 100g bao ship thôi hình số 2. Rồi qua hình số 3 có một về hình này em để 130 bao ship nha. Hình này thằng lá rất là nhiều, củ rất là to. Đó, nguyên về rất là nặng. Đó, nguyên về 7 đồng nha. Rồi, về hình số 3 này 130 bao ship nha. Hình số 4 thì cũng 130 nha. Hình này thì được rất là nhiều về, 7-8 về vậy đó. Nguyên một đống này. Cũng 130 bao ship nha, 7 đồng nha. Hình số 5 thì hình này có 3 về nữa cả nha. 3 về thì cũng 130 bao ship nha. Hình số 5, 3 giờ với đồng này. Rồi hình số 6 thì có hai phần hạt đỉnh vàng này cả nhà. Hạt đỉnh vàng thì cũng đang cho lũ này. Đó. Mỗi phần là 100.000 bao chip nha. Hình số 6 nha, hạt đỉnh vàng nha, em có hai phần. Rồi qua hình số 7 thì có một cái gì giá hương tam màu sắc này, tam màu sắc hoa vàng đường Bình Thuận nha cả nhà nha. Giờ này em để giá 150 bao chip này, cùng về đây. Lá này cũng khá là to đó cả nhà. Đó. Giờ này có 6 cái ngọn nha, cả mẹ các con mà các ngọn này nó bị lỗi rồi cả nha. Nhưng mà hôm sau thì thương la đã lấy thêm rất nhiều ngọn con ra nha. Có nguồn về này nặng, rất là đẹp. Cái nhà mình giờ ghép cho cái thế này, cho anh phòng cái gì. Đây về. Lá này lá nó chấm tím tím, không phải lá là bị hưng nha cả nhà nha. Đó. Nguồn về này. Giá hương tam màu sắc này. Đó, một về to như vậy. Này gồm có rất là nhiều ngọn nha. Hình như là đếm đếm rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ngọn gì đó cả nha. Nói chung là một về, nguyên một về 150 ba chiếc. Giá hương tam màu sắc nha, tam màu sắc hoa vàng được Bình Thuận nha cả nhà nha. Một về như thế này. Rất đẹp, nguyên một về thôi. 150 ba chiếc nha. Hình số 7 nha cả nhà nha. Rồi, còn hình số 8. Hình số 8 thì quế trắng tháng 8 cả nhà, quế xếp này thì em còn hai đống, mỗi đống 160 nha. Em bao ship nha, để tam rất là nhiều cây nha. Đó, quế như thế này chứ không phải là quế nó xấu đâu nha cả nhà nha. Có những cây rất là to nha. Đó. Nói chung là em hàng nó không được tươi thì em phân rất là nhiều. Em bỏ rất là nhiều. Nhiều đống như thế này. Rất là nhiều cây. 160 em bao ship nha, một đống như thế này. Em có còn hai đống. Đó. Mỗi đống 160 bao chip. Đó là hình số 8. Rồi qua hình số 9 thì em có một về này, 3 ngọn xếp trục rất đẹp đó nha. Về 3 ngọn nha. Đó ngọn này, hai ngọn này. Cái dòi hoa với trắng tháng 8 lúc nào nó cũng dài, em đóng lên trên đó nha. Rất là dài nha. Cây này bé mà vẫn cho dòi hoa nha cái nhà nhặt đó. Nhưng cái nhà mình để nghĩ nó cây bé nó không cho hoa nha. Cho hoa hết nha cái nhà nha. Dòi hoa rất là dài đó. Cây chút xíu mà các thấy cái vòi hoa lên chưa cả nha. Đó, ở cái dê này. Nó xếp trục rồi cả nhà, để giá 130 bao ship này. Hình số 9 nha. Hình số 10 thì hình này em để giá 200 này. Với lá xếp này. 3 ship này. Còn có một cây này. Nói chung cây mùa này của em thì nó hơi bị mất nước, nó hơi bị héo nha cả nhà, một cây này. Rồi, cây đây là hai ngọn này, rất là đẹp này. Hai ngọn. Hai cây. Cây này cây nó 3 cây. Rồi cây này cây nó 4 cây ngọn như thế này.
giá 200k, bao chip hình này em bớt còn 58 nha cả nhà. Hình này nãy bỏ 5 ngọn thành còn có 4 ngọn. Nhưng mà cũng 5 ngọn 4 cây. Thôi hình này em bớt cho 20k còn 108 nha cả nhà nha. Riêng hình số 10 em bớt 20k nha. 180 bao ship nha. Hình 11 này. Hình 11 thì hình này em để 170 bao ship này. Còn có một cây này, quay trắng 8 nha cả nhà nha. Hai cây này. Ba cây này. Xếp lục hết như cả nhà nha. 4 cây này. Rồi 5 cây. 5 cây với tháng 8 hàng lá xích. Cho đến đây giá 173 xích hình số 11 nha. Qua hình 12. Hình 12 hình này có 3 cây. Em để giá 180 xích, 3 xích nha cả nhà nha, hình 12 nha. Nói chung cây nó không bị tươi, nhưng mà cây xếp đẹp nhưng mà lá nó hơi héo tí, hơi mất nước tí nha, một cây này. Đó, cây xếp rất là đẹp nha. Hai cây này rất là to này. Hai cây này nó là 3 cây. Ba cây này giá chỉ 180k thôi. Ba chiếc phần số 12 nha, cây rất là to nha. Rồi. Qua hình 13. Hình 13 thì có 3 dề này. Mấy con hết nha cả nhà nha. Đó, 3 dề như thế. Cây thì nó không bị đẹp nha, cây nó cũng hơi héo tí. Nói chung là như vậy. Còn mấy con hết nha. Có cây này hơi hết thì chung hai cây này vẫn còn tốt nha cả nhà nha. Đó. Toàn là ba cái dề này, mấy con như thế này. Giá 200k bao chip nha. Ba dề đó. Còn số 13 nha cả nhà, qua hình 14. Hình 14 thì này em để giá 230 bao chip này. Hình số 14. Một cây hàng xếp rất đẹp này. Đó, xếp đó. Rồi đây một cây nữa là rất là to này. Hai cây. Rồi đây một cây nữa. Ba cây. Ba cây như thế này giá 230 bao chip nha. Hình số 14. Qua hình số 15. Hình số 15 thì hình này em để giá 200k bao ship này. Gồm có một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây này. Cái to cái dài trong nhà nhé. Sáu cây này. Sáu cây này giá chỉ có 200k thôi thôi nha. Nói chung nó lan nó không tươi, nó không bị mất nước nhiều, để giá cũng không lên đó. 6 cây của trang tháng 8 là hình 15 này, 200k bao ship một đống luôn. Hình này rất rẻ cả nhà, hình này em phân rất rẻ. Rồi qua hình số 16. Hình số 16 thì em để giá 230 nè, hàng này ha, xếp rục rịch cố rục như cả nhà nha. Một cây này, lá rất là ngắn như cả nhà nha. Hai cây này xếp đẹp cho cả nhà, lá này lá tím nha cả nhà, chứ không phải là nó bị phân đen nha cả nhà nha. Hai cây này, ba cây này, bốn cây này, rồi năm cây. Năm cây xếp trục lịch như thế này nha cả nhà nha. Năm cây hàng nó xếp trục lịch như thế này để giá 230 ship nha. Hình số 16 nha. Hình số 17 thì em để giá 200 này. Hình này còn có một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Cái này xếp khá đẹp ở nhà này. Năm cây này. Cái này thì nó bị mắc cái lá cái này. Sáu cây này. Rồi. Sáu cây như thế này. Giá 200k bao chiếc phần số 17 nha. Đó. Qua hình số 18 hình này có hai cây này. Hai cây như thế này để giá 180 bao ship này. Hình số 18 nha cả nhà nha. Một cây này. Cuối trắng tháng 8 cả nhà, một cây này. Hai cây này. Đó, hai cây như thế này. Giá chỉ 180k bao ship thôi, hình số 18. Qua hình số 19 thì hình này em có 14 cây. Hàng nhỏ nhỏ như thế này mà hàng lá xếp nha cả nhà nha, xếp cố định nha cả nhà nha. Đó. Xếp như thế 14 cây. Đó. Xếp rục rịch như vậy. 13 14 cây đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 cây. Xếp như thế này, cây nhỏ thôi nha cả nhà nha. Rồi em để giá 18 luôn, hình số 19 nha. Hình số 19 180k bao ship cho 13 cây.
Rồi bắt đầu qua hình số 20 thì hình số 20 thì đây. Đấy, giá có 200k 39 nha, nguyên một cái đống quế nước nha cả nhà nha, đống rất là nhiều. Đống là chắc 1 ký hoặc 1 ký cả nhà, lên thanh lý luôn. Hình số 20 200k nha. 1 ngọn, 2 ngọn này. 3 ngọn này. 4 5 6 ngọn nha cả nhà nha. Đó, ngọn nó to gì đó. 7 ngọn. 8 ngọn, 9 ngọn, 10 ngọn, 11 ngọn. Tổng cái lô này là 11 ngọn. 11 ngọn quay trắng 88 hàng lá lướt nha cả nhà nha. 200k 3 chip. Hình số 20. Qua hình số 21 thì có phần hòn gạo sắn này cả nhà này. Một dê rất đẹp rồi cả nhà này. 2 dê, 3 dê, 4 dê. Dê này thì thân rất là to. 4 dê như thế này. Hòn gạo sắn nha cả nhà nha. Giá 200k 3 chip hình số 21. Qua trình cho hoa thì có kiểu tím này cả nhà, kiểu tím miền Trung nha cả nhà, hay gọi kiểu hồng á, hình này 2 dề này, một dề là bạn lá mít lá ớt này cả nhà, một dề, 2 dề như thế này, xong rất là đều nhau, em phân rất là đều nha, 163 chip nha, hình số 2 nha, còn hình số 3 thì cũng 2 dề, 150k 3 chip nha, hàng thằng ngái nha, hàng tầm từ 20 đến 25 phân nha, dề này lá rất là đẹp cả nhà, ở đây dề nhá, 2 dề, lá tròn dề đó, 2 dề như thế này. Giá 150 3 chip hình số 3. Còn hình số 4 thì hình 2 này cũng 2 dề. Hình này em để giá 108 3 chip này. 1 dề đó đẹp. Rất đẹp rồi cả nhà này. Đây 2 dề, đây dề này 2 dề này. Đó 2 dề này thì vô một chậu rất đẹp đều nhau như thế. 2 dề này 108 3 chip nha, hình số 4 nha. Còn hình số 5 thì có 1 dề 1 này. Chiều cao của cái dề này tầm 40 phân nha, 40 đến 45 phân. Vì 1 dề 1, giá 163 chip. Hàng thẳng đứng vô chậu rất đẹp nha cả nhà nha. Hàng thẳng thẳng nha. Rồi, hình số 55. Qua 56 thì có 1 dề 1 này. Những con dề này thân này nó hơi mảnh nha. Lá thì rất là xanh, rất là đậm. Khi 1 dề này. Đó. Thân nó hơi ốm nha. Dề này bé đế thôi. 133 chip hình số 26 nha. Khi 1 dề đó. Qua 27 hình cuối cùng này. Hình này có 1 dề 1, thân lung và thân nù rồi cả nhà nè. Chiều cao từ 20 đến 25 phân nha. Quy một về một cái tết, giá chỉ có 170k bao ship nha. Hình cuối cùng là hình 27 nha cả nhà, kiểu tím miền Trung nha cả nhà nha. Rồi thì hiện tối hôm nay em có 27 hình cả nhà nha. Cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em có để trên tiêu đề á. Rồi em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Em hẹn gặp lại mọi người vào clip sáng ngày mai nha.